Triệu Lệ Dĩnh quỳ gối khóc lóc thảm thiết vì đau đến nỗi vừa đạt thị hậu phi thiên. Triệu Lệ Dĩnh đã gây xôn xao bởi màn quỳ gối khóc lóc, thậm chí thông tin còn leo thẳng hot search mạng xã hội xứ Trung. Thì ra chỉ là cảnh trong phim mà thôi. Triệu Lệ Dĩnh đang là cái tên hot nhất nhì xứ Trung sau khi đạt thị hậu phi thiên. Tất nhiên nhờ thành tích này mà hai phim sắp ra mắt của cô ấy nhận về vô số sự quan tâm. Mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh đã leo thẳng lên hot search Weibo nhờ dục hỏa chi lộ. Trong phim, cô đảm nhận nhân vật Lý Hồng Anh. Cô là một người mẹ số khổ khi con gái bị bắt cóc. Sau 7 năm trời ròng rã tìm kiếm, Lý Hồng Anh bất ngờ tìm thấy hy vọng gặp lại con gái. Để được gặp con gái, Lý Hồng Anh vứt bỏ cả lòng tự trọng, tự hào mình quỳ gối với kẻ trung gian. Cô cũng sẵn sàng đưa tiền ngay tại chỗ cho đối phương chỉ để gặp lại đứa con của mình. Bất chấp là thế, song thứ Hồng Anh nhận được là một cú lừa. Tia sáng hy vọng vừa le lói đã bị dập tắt một cách phũ phàng, khiến Lý Hồng Anh rơi những giọt nước mắt đau khổ, bất lực và tuyệt vọng. Ở phân cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh đã có màn diễn xuất vô cùng nhập tâm. Thậm chí, cô đã không thể nhanh chóng thoát vai, khóc không ngừng nghỉ và phải cần đến sự an ủi từ nhân viên. Chỉ là một đoạn video ngắn từ dục hỏa chi lộ, xong Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện được đẳng cấp của một thị hậu phi thiên rồi đúng không nào? Bên cạnh dục hỏa chi lộ, khán giả còn thêm phần phấn khích khi dự án tại Dương Gian của Triệu Lệ Dĩnh cũng chính thức tung trailer và poster. Phim kể về nhân vật Từ Thiên, Doãn Phượng, một bệnh nhân mắc bệnh đa nhân cách. Từ Thiên biết mình có 6 nhân cách phụ khác. Tất cả các nhân cách phụ này đều cho rằng mình mới là con người thật, cũng như những tâm tư vui buồn của riêng họ. Và giả chỉ đoá, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nhân cách phụ của Từ Thiên. Cô được bác sĩ lựa chọn để loại bỏ những nhân cách phụ khác. Đến cuối cùng, trong cơ thể của Từ Thiên chỉ còn lại chính anh ta và Giả Tiểu Đoá. Càng đến lúc Từ Thiên khỏi bệnh, đó cũng là lúc Giả Tiểu Đoá từng biến mất khỏi thế gian. Việc loại bỏ cô rất dễ dàng, nhưng lúc này Từ Thiên lại cảm thấy rất đau lòng, buồn bã, giống như phải tạm biệt người thân của mình mãi mãi. Có thể thấy, tại Dân Gian không chỉ là một vai diễn độc lạ, mà còn hứa hẹn sẽ rất nặng đô với dàn cast, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh đó nha. Nói về thành tích nàng tiểu hoa 85 vừa đạt được, sao nữ đã vượt Đường Yên giành thị hậu phi thiên lần thứ 34. Mặc dù tiếc nuối cho Đường Yên, nhưng phần đông khán giả cho rằng giải thưởng này xứng đáng với Triệu Lệ Dĩnh. Nhận giải thưởng cao quý, Triệu Lệ Dĩnh đã rất xúc động, thậm chí nàng tiểu hoa còn bật khóc khi chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ điều tuyệt vời này lại đến với mình. Cảm ơn khán giả đã yêu mến, cảm ơn ban tổ chức đã tin tưởng ghi nhận. Chiến thắng này không phải của riêng tôi mà đến từ tập thể đoàn phim." Với giải thị hậu phi thiên đã khẳng định được tài năng cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ diễn viên 8X trong suốt chặng đường làm nghề của mình. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang đứng top 1 trong số các tiểu hoa sau 85 của màn ảnh Hoa ngữ, vượt mặt loài nộp nghiệp như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Diệc Phi đó nha. Bạn nghĩ sao về mỹ nhân Cbiz này? Hãy để lại bình luận của mình để Ibiz được biết nha.